Nếu bạn là một huấn luyện viên yoga, chắc chắn bạn mong muốn mình trở thành một chuyên gia, đúng không các bạn? Và một chuyên gia chúng ta phải tự tin khi xây dựng workshop của mình, xây dựng chuyên đề của mình. Mình tự tin có thể nói chuyện trước nhiều học viên, có thể truyền cảm hứng cho họ để họ có thể thích thú hơn về bộ môn của mình. Và đấy là những điều bạn mong muốn thì hãy kiên trì xem hết video này. Và điều đặc biệt ở cuối video, tôi có một món quà may mắn dành cho những người mà kiên trì nhất. Bạn thấy rằng tôi giống như các bạn thôi, mình là một huấn luyện viên, mình mong muốn tự tin hơn, mình muốn nhiều học viên hơn. Vậy thì cái kỹ năng giao tiếp là một kỹ năng cực kỳ quan trọng để khi mà chúng ta phát triển cái sự nghiệp của mình. Tuy nhiên thì rất nhiều người trong chúng ta sợ hãi trong việc là nói chuyện trước ống kính như thế này, đúng không? Hay nói chuyện trước nhiều người, hay chúng ta không biết nói chuyện như thế nào, chúng ta hồi hộp, chúng ta sợ hãi, trong chúng ta lắp bắp như vừa rồi chẳng hạn. Vậy thì cái quá trình để có được điều này chắc chắn chúng ta phải luyện tập hàng ngày. Nhưng luyện tập như thế nào thì hôm nay tôi bật mí cho bạn, đó chính là một quyển sách khá là thú vị. Tôi đã áp dụng điều này trong sự nghiệp của mình, tôi đã áp dụng điều này và chia sẻ cho rất nhiều các huấn luyện viên yoga. Họ từ một người rất là nhút nhát nhưng chỉ cần kiên trì thực hiện một vài tháng thôi, họ thay đổi một phiên bản hoàn toàn hơn, tự tin hơn, nhanh nhẹn hơn, quyết đoán hơn, mạnh mẽ hơn. Mà bạn muốn biết điều này không? Biết thì kiên trì xem tiếp nhá. Đó chính là bộ sách trong việc là thuyết trình lôi cuốn bất cứ ai. Nhưng bạn không cần có quyển sách này đâu, tại vì ngay bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để chúng ta có thể áp dụng nó vào ngay công việc của mình, đúng không? Nếu có bút thì lấy bút ra chuẩn bị ghi nhá. Vậy thì đầu tiên khi mà chúng ta muốn thuyết trình, chúng ta nói chuyện trước đám đông để chúng ta tự tin hơn, lôi cuốn hơn, thì cái yếu tố đầu tiên ấy, bạn cần phải đặt khách hàng làm trung tâm, đặt cái người nghe làm trung tâm. Nhiều khi chúng ta nghĩ về bản thân mình nhiều quá, mình xuất hiện xong mình cứ bảo là mọi người phán xét mình thế nào thế kia, nhưng là mình cứ tập trung vào vấn đề của mình, chứ mình không tập trung vào việc là cái sự hiện diện của mình, là mục tiêu của mình là giúp đỡ họ điều gì. Khi mà bạn giúp đỡ người khác thì bạn chẳng có điều gì sợ hãi. Bạn hãy tưởng tượng mà xem, có một cụ già đi qua đường, chúng ta thấy một cụ già đi qua đường và chúng ta mong muốn giúp đỡ họ thì chúng ta dắt cụ ra qua đường thôi, đúng không? Nhưng mà nếu mà trong suy nghĩ của mình có một cái suy nghĩ nào đó, mình sống ảo, mình dắt cụ qua đường xong ai đó check in cho mình, thì có phải mình cảm thấy hơi run, mình hồi hộp, đúng không? Vậy thì do cái tâm trí của mình thôi. Vậy thì khi mà bạn nói chuyện với ai, hãy nhớ rằng tôi có thể giúp gì cho họ, làm thế nào tôi giúp gì họ. Vì khi bạn tập trung vào vấn đề của họ thì bạn quên mất bản thân mình, đúng không các bạn? Thì đó là một cái trạng thái về tâm lý. Và cái điều tiếp theo trong cái chương 1 ấy là lập kế hoạch về thuyết trình, nghĩa là phải biết được khán giả mình muốn gì. Giống như trong video này, tôi biết các bạn là mong muốn mình tự tin hơn, đúng không? Tôi muốn các bạn cũng giống như tôi mà, cái điều các bạn muốn và cái điều tôi cũng muốn giống như quá khứ của mình. Vậy thì tôi phải biết các bạn muốn điều gì và tôi tập trung giải quyết vấn đề đấy cho các bạn để làm sao các bạn có thể tự tin, có thể nói được giống như cái video này chẳng hạn. Thì đó là chương đầu tiên của quyển sách, cho chúng ta một bức tranh là làm thế nào để biết được khán giả muốn gì này, làm thế nào để chúng ta nói đúng cái trọng tâm và nhu cầu của họ, thời gian như thế nào. Thì đó là bước đầu tiên. Sang chương 2, đó là chuẩn bị và luyện tập. Chương này khá là quan trọng, vì các bạn sẽ nghĩ rằng nói chuyện như thế này bụp phát chúng ta làm một lần sao được. Chúng ta phải lặp đi lặp lại và có kế hoạch từng bước, và không phải làm một cái việc nó có thể ra kết quả lớn được. Nó là nhiều việc nhỏ khác nhau, đúng không các bạn? Vậy thì đầu tiên ấy, thì để mà bạn nói chuyện hay thì bạn phải có vốn từ. Lý do tại sao chúng ta hay gọi là vấp hoặc là chúng ta sợ hãi, vì chúng ta không có được đủ cái ngôn từ để trình bày, để nói cho người khác hiểu được vấn đề, đúng không? Thường chúng ta bị ảnh hưởng vốn từ bởi trường học của mình này, ngành nghề của mình này, hay là bố mẹ xung quanh chúng ta này. Từ việc là ví dụ tôi Hải Phòng chẳng hạn, đôi khi tôi hay bị nói ngọng cái từ l cao l thấp chẳng hạn. Thì vậy chúng ta bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Vậy thì công việc của chúng ta đó là cập nhật thêm vốn từ của mình bằng cách nào? Tôi thường hay đọc báo, tôi đọc nhiều báo khác nhau, báo phụ nữ, báo sức khỏe, báo về du lịch chẳng hạn, để tôi có thêm cái vốn từ phong phú hơn. Tôi đọc các quyển sách về tiểu thuyết. Tại bạn có đọc sách tiểu thuyết bao giờ không? Các cái tiểu thuyết mà nó toàn chữ thôi, nhưng mà đôi khi họ sử dụng cái từ chữ thôi mà họ có thể làm cho chúng ta tưởng tượng ra một cái bầu trời luôn. Giống như được là các bạn là yoga hay gọi là đọc bài thiền, đúng không? Hãy tưởng tượng bạn đang trên một bãi biển trong xanh với làn cát ấm áp, kiểu như vậy, đúng không? Thế nhỉ, đấy là cái từ nhưng mà tạo cảm xúc do chúng ta thiếu vốn từ. Vậy thì công việc của chúng ta là đọc sách, chúng ta bổ sung cái vốn từ của mình hàng ngày, chúng ta nghe những cái người MC hoặc là các diễn giả gì đó chẳng hạn, để chúng ta cập nhật thêm vốn từ của mình. Thì như vậy khi bạn gặp một tình huống, bạn có thể dễ dàng trình bày nó dễ hơn, đúng không các bạn? Nhưng tất nhiên không thể đọc một quyển sách mà có thể bổ sung vốn từ của mình được. Rồi, sang phần thứ hai là ấn định nhịp độ. Ấn định nhịp độ, bạn thấy rằng để buổi thuyết trình của bạn hay hơn, tự tin hơn, chứ không thể nói như này: kính thưa các đồng chí, ngày hôm nay, bạn thấy nghe các diễn văn kiểu này bao giờ không? Nghe xong buồn ngủ luôn. Vậy thì để câu chuyện nó hay, chúng ta có thể nói nhanh, nhưng chúng ta có thể nói chậm lại. Vậy thì quá trình này phải luyện giọng mỗi ngày, đúng không các bạn? Luyện giọng thì tôi có cái phương pháp luyện giọng dành cho các bạn là các khóa đào tạo huấn luyện viên hoặc cả khóa chương trình liên tục tiến lên dành cho các bạn đã học xong khóa huấn luyện viên ấy. Đó là luyện giọng là đọc nhanh, đọc chậm, đọc truyền cảm, đúng không? Để luyện cái giọng mình ấm áp hơn. Hay các kỹ thuật để chúng ta quay video này để chúng ta nghe lại cái giọng nói của mình, để biết rằng được là cái giọng mình nó ok chưa.
Nhưng tất nhiên trong thời gian ban đầu khi bạn nghe thấy giọng nói của mình, tất cả đều hòa lên: ôi sao giọng tôi nó chua thế này, sao nó khủng khiếp thế này. Tại vì lần đầu tiên cuộc đời bạn nghe thấy cái giọng của mình. Thông qua video chúng ta có thể cải thiện điều này rất nhanh và cực nhanh. Thường khoảng tầm 30 video là các bạn đã cảm thấy là tự tin hơn rất là nhiều thông qua cái giọng nói của mình rồi. Vì mình nghe thì mình mới điều chỉnh được, đúng không? Cái phần tiếp theo đó là thoải mái tự nhiên. Cái từ thì rất đơn giản là thoải mái tự nhiên, nhưng mà làm thế nào để thoải mái? Thế thì cái quá trình này tôi đã áp dụng phương pháp đó là chụp ảnh hàng ngày. Thường là các bạn sẽ chụp ảnh theo kiểu check-in, đúng không? Nhưng chụp ảnh ở đây là chụp ảnh để luyện ngôn ngữ cơ thể của mình. Ví dụ như là các bức ảnh chúng ta cầm quyển sách đọc như thế nào, có bao nhiêu cách để tạo dáng với quyển sách, hay chúng ta đứng trước đám đông thì tay chúng ta múa như nào, tay chúng ta đặt vào đâu, khi chúng ta nói là chúng ta muốn mạnh mẽ hơn chúng ta phải nắm tay lại như nào, hay là tôi là tràn đầy yêu thương thì đặt tay trên trái tim như thế nào, đúng không? Thì cái động tác của chúng ta nó kết hợp với ngôn từ chúng ta nó mới tạo sự thu hút được. Thì lý do từ trước giờ chúng ta không luyện tập, chúng ta chẳng phải là diễn viên đâu, nhưng chúng ta có thể luyện tập điều này thông qua các cái phương pháp đó là quay video hoặc chúng ta chụp ảnh theo chủ đề. Chụp ảnh chủ đề, tôi hay hướng dẫn các bạn là phải chụp ảnh thì chúng ta mới tự tin hơn đứng trước đám đông được. Nhưng mà chụp thì một lần sao được, đúng không? Chụp hàng ngày như một thói quen, như là mọi thứ cuộc sống của hàng ngày chúng ta hãy coi nó giống như một quá trình để học tập ấy. Thì chúng ta sẽ cải thiện lên rất là nhanh được. Tất nhiên còn nhiều phương pháp khác nhau nữa. Các bạn thấy hay hơn quyển sách này chưa? Đừng mua nhá. Phần tiếp theo là tôn trọng các nền văn hóa. Đây là điều khá là thú vị khi chúng ta nói chuyện trước nhiều người. Nhiều khi chúng ta cứ đưa cái bản sắc của mình xong tôi áp đặt người khác thì cái buổi giao tiếp nó trở nên nó rất là chán, nó rất là khó có thể tiếp xúc được. Ví dụ như là người miền Bắc sẽ gọi là bố, người miền Nam có thể là ba má chẳng hạn ấy. Vậy thì khi mà tôi đang ngồi nói chuyện với các bạn huấn luyện viên ở miền Nam, tôi sẽ sử dụng cái ngôn từ của họ để cho nó trở nên thân thuộc hơn. Nhưng khi tôi trở về miền Bắc tôi nói chuyện với các bạn huấn luyện viên thì tôi lại sử dụng cái ngôn từ của vùng miền miền Bắc. Và mỗi vùng miền họ có cái văn hóa riêng. Vậy thì cái quá trình này chúng ta phải cập nhật thêm cái văn hóa của mình. Thì tôi có một cái kỹ thuật có gọi là hơi tốn kém, là tôi thích đi du lịch khắp nơi. Và khi đến du lịch các thành phố đấy, tôi thường tìm hiểu là cái văn hóa du lịch thành phố như nào. Ví dụ chúng ta đến Sapa có những cái bản ấy, họ rất là kiêng những cái bộ áo màu trắng. Cái gì nó trắng phau là họ rất là kiêng. Tôi tìm hiểu và khi mình vào cái bản làng của họ, mình mặc cái bộ đấy, tất nhiên họ biết mình khách du lịch, nhưng mà cái quá trình này là giúp mình hiểu biết hơn về văn hóa thì mình mới giao tiếp với họ được nhiều hơn. Có nơi thì thờ cúng họ khác nhau mà, đúng không? Và luyện tập yoga, quá trình giao tiếp chúng ta bổ sung lên để chúng ta biết được cái văn hóa của họ như nào. Chúng ta giao tiếp với họ phù hợp như mình. Vậy thì cách một là đi du lịch, hai bạn đọc hiểu về văn hóa các vùng miền. Chúng ta tìm hiểu về cái thói quen, những cái lịch sử của những cái khu vực đấy. Ví dụ, một bạn vừa gọi điện cho tôi bảo là em ở, mình ở Cần Thơ. Thế mình nói luôn, Cần Thơ à? Cần Thơ có bánh canh đúng không? Trên cái sông nước hôm trước mới đi ở cái bến Cái Răng xong, cảm thấy rất là thú vị. Thì cái việc mà mình trò chuyện, mình thể hiện rằng là mình cũng rất tìm hiểu về cái văn hóa vùng miền của họ. Nhưng mà thông qua cái điểm chạm đấy thì cái sự kết nối trở nên nó thân tình hơn rất là nhiều. Vậy chúng ta phải mở rộng kiến thức của mình ra ở các cái vùng miền, chứ đừng giữ mãi ở thành phố mình bắt thành phố khác phải theo như vậy, đúng không các bạn? Thì đấy là cách trong nghệ thuật để chúng ta tự tin hơn, bổ sung thêm. Rồi, một cái nữa là trong chương 3 là dành cái vũ đài trung tâm, gọi là tạo ấn tượng ban đầu. Bạn thấy rằng ngay trong video đầu tiên tôi đã tạo ấn tượng, nhìn thẳng vào ống kính, nói thẳng vấn đề của bạn. Bạn có muốn trở thành chuyên gia hay không, đúng không? Đấy là tạo ấn tượng, tạo một cảm xúc mạnh và nó đúng cái nhu cầu của mình luôn. Thì đúng vậy, nó mới giữ chân được người khác. Giống như việc là chúng ta có một buổi thuyết trình, chúng ta lan man từ đầu đến cuối, người ta nghe rất là buồn ngủ. Vậy thì liên tục tạo ra những ấn tượng mới, giống như cuộc sống của bạn ấy. Cái ngày tháng mà trôi qua, bạn làm 1 năm, 2 năm, 3 năm yoga, công việc của bạn ấy, nó có cái ấn tượng gì trong cuộc đời của bạn không? Bạn thử nhớ lại xem trong quá khứ mình có cái gì mình cảm thấy hạnh phúc, mình cảm thấy hào hứng, mình cảm thấy gọi là mãn nguyện không, đúng không? Vậy thì cái kể cả thuyết trình nó cũng giống như cuộc đời của mình. Vậy thì bản thân mình phải tạo ra sự ấn tượng trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay mình cứ mãi như vậy, mình thử những điều mới trong cuộc sống xem nào, thì bạn mới tạo ấn tượng cho người khác được. Mình thử ăn món mới, mình thử mặc chiếc áo mới, mình thử đi con đường mới, mình thử học những thứ mới nào, thử làm điều mới một chút, tất nhiên đừng vi phạm pháp luật các bạn nhé. Thì chúng ta mới có thêm nhiều trải nghiệm để giúp những người khác được, đúng không? Thì đó là cái sức mạnh của sự tạo ấn tượng. Thể hiện sự tự tin. Tất nhiên sự tự tin này được sinh ra trong một vài lý do. Có thể là thứ nhất là cái đám đông trước đang nói chuyện với bạn, là những người học viên đã thân thuộc với bạn rồi thì bạn thấy tự tin, đúng không? Những người bạn thân với bạn rồi thì bạn thấy tự tin, nhưng với người lạ mới là điều quan trọng. Vậy thì làm thế nào để tự tin? Thì chúng ta cũng có một số cái nghệ thuật, có thể là từ cái ánh mắt chúng ta nhìn. Chúng ta không nhìn vào mắt họ, chúng ta nhìn vào mang tai. Hoặc là trong càng đông người thì bạn sẽ nhìn vào một cái điểm nào, cách nghệ thuật về điểm nhìn, nhìn trái, nhìn phải, tương tác như thế nào, đúng không? Hay là các cái cách như là sử dụng cái âm thanh, ánh sáng để hỗ trợ bạn, từ cái quần áo bạn nữa, nó phối hợp lại từ yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài nữa để chúng ta thể hiện được sự tự tin của mình. Thông qua luyện tập chụp ảnh cũng là một cách tương tự như vậy. Và tất nhiên tự tin nó thông qua việc là bạn chuẩn bị cái chuyên môn, bạn chuẩn bị kỹ cái chuyên môn của mình.
thì lúc đấy bạn trình bày nó mới lưu loát hơn, nên chắc chắn bạn cũng phải học nâng cấp cái chuyên môn của mình đúng không? Thì cuốn sách này hay chưa? Đừng mua nha. Giữ chân khán giả, đây cũng là một điều thú vị. Lý do nhiều bạn bảo sao em dạy lớp học yoga em chán như vậy, nghĩa là chúng ta không còn cái gì mới đúng không, khán giả không tương tác thì gọi là chán, chán từ phía mình, chán từ phía khán giả. Nhưng cái bài toán tôi thấy rằng là việc chán ở phía mình ấy, đa phần ấy, là mình thì là một huấn luyện viên, mình thích cái gì nó mạnh mẽ, nhanh nhẹn hoặc khỏe hơn, nhưng mà học viên thì họ là những người không phải thể chất giống như mình, họ sẽ tập những bài đấy đều. Thế thì khi mình là huấn luyện viên, mình lại đi dạy theo cái kiểu là dạy cái bài cho học viên nhưng mà lại nghĩ là dạy cho mình, nghĩa là cái bài nó so với mình rất là nhẹ đúng không, so với mình rất nhẹ. Tại vì cái từ này ấy, nó bị lệch ngay với cái chương 1 đầu tiên ấy, là đặt khách hàng làm trung tâm, đặt học viên làm trung tâm. Đặt học viên trung tâm là xây dựng cái bài tập cho họ chứ không phải cho mình. Nhiều bạn đi dạy yoga bảo chán thế này sau giáo án mới. Thực ra không phải giáo án mới, mà do bạn dùng cái suy nghĩ của bạn vào cái giáo án mà bạn đi dạy cho học viên. Đôi khi học viên họ chả chán đâu, bạn chán ấy, chứ không phải họ chán. Vì bạn chán cái giáo án của mình nên bạn chán, nên tạo ra cảm xúc chán. Cảm xúc bạn chán nên nhìn mặt bạn chán, mà nhìn mặt bạn chán học viên chán bạn. Đấy là quy trình của cái vòng luẩn quẩn. Rồi, một cái nữa là tạo ra những cái phát biểu mạnh mẽ. Của cái này rất là thú vị, các bạn từ nãy giờ phát biểu mạnh mẽ không? Phát biểu mạnh mẽ chúng ta hào hứng với cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ. Và rất nhiều các điều khác được thể hiện trong cái quyển sách khá là thú vị. Một phần mà chắc chắn trong các bạn huấn luyện viên cần có quyển sách này. Dĩ nhiên tôi nói bạn không mua, bạn có thể nghe vừa rồi, bạn có thể áp dụng được. Và như cái trong video chúng ta đã nói là có một phần quà may mắn cho những người cuối cùng xem video đúng không? Thì tôi biết rằng khi mà các bạn học huấn luyện viên ấy, bạn học về chuyên môn, nhưng mà kết thúc khóa đào tạo huấn luyện viên, bạn muốn phát triển sự nghiệp của mình thì lại là vấn đề khác. Rất nhiều cái kỹ năng ở đây được bổ sung, từ cái anh nói chuyện, kỹ năng lên kế hoạch, kỹ năng đo lường hay là cập nhật cái xu hướng mới, cách làm sao để quay video này, tỷ cái thì chúng ta mới bổ sung và phát triển sự nghiệp mình nhiều hơn. Do vậy, nếu mà thực sự bạn sẵn sàng, muốn mình tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, nghĩa là mình muốn cách thực sự, chứ nếu mà chỉ có ước không thì thôi, xem mấy cái video tôi trên YouTube là được. Còn nếu thực sự thì tham gia cùng tôi trong một hành trình gọi là liên tục tiến lên. Trong hành trình này chúng ta sẽ kết nối với nhau, có thể thời gian ngắn hoặc dài, nhưng có thể là trong năm nay. Trong năm nay nhé, các bạn có thể vào tháng 6 thì bạn học từ tháng 6, bạn học tháng 1 thì 1, nhưng đừng gọi là học, đây là một hành trình. Tôi chỉ lại những điều tôi biết trong trên hành trình phát triển sự nghiệp yoga của mình. Và nếu bạn muốn học toàn bộ những điều tôi biết thì trong phần mô tả bên dưới có đường link để bạn có thể kết nối vào trong chương trình hành trình liên tục tiến lên, chỉ dành cho các bạn huấn luyện viên nhé. Còn chưa học thì học huấn luyện viên đã. Còn nếu bạn học viên thì sao? Thì bạn học lớp học yoga đã nhé. Thì ngay trong phần mô tả đó là món quà tôi dành cho bạn. Và hẹn gặp lại bạn trong những chia sẻ tiếp theo về những quyển sách rất là thú vị.